Ở đây tại một cô ở Trần Châu nha cả nhà. Ở đây là một số bệnh nhân cũng bị tâm thần đó, rồi cũng có khi có người gọi bị ma nhập, rồi bệnh nói chung bệnh đằng dưới đó. Người nhà gửi lên đây chữa một thời gian là hết rồi cả nhà. Đây thấy không? Rồi quay ngược trở lại chụp hai đứa tắm rồi ông nội. Kìa, cho thêm bổ đi kìa. Dạ thì nhưng mà không. Mình còn ăn chuối nữa nha. Đúng rồi, còn ăn chuối nữa. À, thằng ấy ăn trắng miệng với chuối nè. Bây giờ mình ăn chuối. Phát chuối. Phát chuối đúng không? Ừ, ngươi trải. Rồi bưng đi luôn nhanh. Bưng luôn rồi anh đi. Đưa luôn đúng rồi. Đó vậy cho gọn. Cho đủ nghe. Chưa quay đâu. Mình mỗi người một quả. Đây phát đủ. Ở sau đó. Thoải mái bình thường. Ra. Đi nằm về. Muốn gặp người nhà quá ha. Từ từ về thôi, tới đâu gặp. Về nhà gặp thường xuyên hàng ngày luôn. Cái gì đâu mà phải muốn. Kìa. Ông ăn đồ hả? Con này, quýnh lộn hả? Nè, con đây con, ông dễ thương. Hello mọi người. Cho dù nắng cháy anh vẫn chờ những tiếng cười giòn vang không trời. Hay quá. Rối hơn em lặng im. Lâm, ta. Những tháng ngày hồn nhìn nó đủ. Ta muốn. Tuổi thơ tuyệt vời người ơi. Chiếc lá vàng nhẹ rơi cung đàn. Những nốt nhạc cho bài ca anh hát. Hát với đời ngày riêng bên người. Để nghe con tim thiết tha, lòng anh chót yêu em lâu rồi mà không dám nói câu yêu người. Này em đứng đây nãy muốn nói thì nói đi. Mong manh xoa nhòa người xanh. Đành công nên em đâu ai tên em. Đang hát. Đó ta hát. Không phải đây. Em phải.
đi. Thôi, chú hát bài nữa nè. Lên chút, action. Rồi, đi về thôi. Mời cả nhà lên đây dùng bữa. Chính được. Em Lộc. Thôi mày em đi đổ cà phê đâu vô này. Trời ơi, đều thuộc. Cà phê nào, em về. Là đi vào là đây. Đi nha. Này anh quay giống giống trung tâm tay chị hết nhau đều thuộc giờ mà quay cái này là giống trung tâm tay gì vậy nha.